Yo, hello what's up, chào anh em nha, quay trở lại với channel mình đây, từ từ đường phố đây mọi người nha. Chào anh em game hạt tài chiến, mình đây từ từ đường phố các bạn. Ok, quay trở lại video ngày nay chưa, bây giờ cho anh em xem video, về đầu video những xin like và một đăng ký kênh của channel phát triển nha, các anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến lượm core room chung mới nhất của nhà phát hành anh em. Không biết là các bạn đã cập nhật chưa, nếu chưa thì cùng tôi đi cập nhật core room chung mùa Giáng sinh hot nhất của nhà phát hành. Cái thông tin này tôi nhận được lúc trưa rồi anh em, lúc trưa tôi vừa mới qua lên đồ đi làm thì em tôi nhắn tin bảo ôi anh ơi có code thì anh nhận chưa, thế này nhưng mà anh đi làm rồi, thế bảo thế tối phải cập nhật cho nó hot. Ok, tối nay chúng ta cập nhật luôn. Cái đó thì anh em cho tôi xin vài giây, các bạn có ý tưởng hoặc là ý kiến hoặc là có vấn đề thắc mắc vấn đề gì về game thì vui lòng để lại ý kiến của bạn ở với phần comment để gia tăng các content hấp dẫn tiếp theo từ bên kênh cả mọi người. Thứ hai thì nó là về vấn đề code, thì hiện tại code web code hiện tại bên tôi đang săn anh em nhé. Rất nhiều anh em hỏi là hôm qua tôi có làm video hướng dẫn săn code thì nhiều anh em hỏi code ở đâu và làm sao để có code, thì anh em ý kiến rất nhiều. Thế nhưng là hiện tại tôi sẽ đáp qua, thì hiện tại code vẫn đang đi săn, nếu có thì tôi sẽ gom lại được khoảng 10 15 cái 20 cái sẽ làm video nhanh tay những cái code trên kênh như thường lệ. Bạn nào đã xem kênh lâu thì chắc biết rồi đó, thì anh em nào muốn nhận thì đừng quên theo dõi và tham gia để nhận nhá. Và chắc chắn là trước khi ấy thì tôi sẽ thông báo đến các bạn để các bạn yên tâm. Đâu ra thì cùng nhau đi lấy code rụp chung mới của Giáng sinh. Hiện tại là 6 giờ, tôi sẽ update video này xong chắc tôi đi chơi luôn anh em, cũng chở vợ con đi tôi thì không theo đạo nhưng mà cũng gọi là hòa nhập vào mùa Giáng sinh anh em. Và trước khi điểm qua sự kiện thì chúc anh em có một ngày lễ Giáng sinh an lành, hạnh phúc bên gia đình và người thân, và đặc biệt là anh em là con yêu thì chúc các bạn có ngày nay có một buổi tối ấm áp, hạnh phúc. Ok, mừng đến Giáng sinh 2023, Giáng sinh 2023 sắp tới rồi, đã tới rồi. Giáng sinh luôn là dịp mang đến nhiều cảm xúc nhất vào cuối năm, cũng như là giai đoạn chuẩn bị kết thúc một năm. Mong rằng tất cả chúng ta đều nhận được những món quà Giáng sinh ấm áp từ người yêu thương. Lamy cũng sẽ tung con em mừng lễ Giáng sinh đến toàn thể thuyền trưởng chúng ta chung vui, cùng nhau chung vui hòa nhịp không khí Giáng sinh nhẹ nè. Phần quà gift code của chúng ta bao gồm có 500 kim cương, 20 xu vòng quay, 20 cốc bia vàng, 10k bụi ma thuật và một rương may mắn Kuran. Sự kiện code này sẽ dùng đến hết ngày 31 tháng 12 anh em, nên là các bạn tranh thủ nhận sớm. Và code này để làm sao lấy được thì các bạn vui lòng truy cập vào kame.vn, sau đó thì anh em vào phần gift code. Trước mắt thì anh em tôi chơi bên loạn đấu xem nào. Mấy hôm nay không chiến bên loạn đấu để xem có code mới không. Không anh em, có đâu, nó thoát luôn à. Rồi tiếp theo bạn là huyền thoại hải tặc, anh em vuốt nhẹ một cái là nó sẽ mặt trăng chắc hơn nữa rồi anh em. Đây, Loen vui vẻ các bạn, copy. Rồi, chúng ta có chào mừng lễ Giáng sinh gift code tại kame.vn chấm code rồi. Ok, nguyên là ngoài ra chúng ta còn phần quà gì nữa không nhỉ? Hiện tại chắc là hết rồi anh em. Một số sự kiện này tôi đã điểm qua ở video sáng nay nên sẽ không cập nhật lại cho các bạn nữa. Nghe bên group 5 giây điểm qua thêm thông tin xem chúng ta có gì nữa không. Uầy, meta từng mới à, mình mới chơi được 3 ngày giờ còn phải thay con nào vào vậy, cho mình hỏi tem xếp 6 nhau nên trên làm tanh vậy, tanh để cái đô lên cũng được mà. Đội hình này thì chắc là thay Jinbe hoặc là Usopp Bolo ra, thay vào đó là Yamato hoặc là Vivi thì sẽ ngon hơn. Nhìn đội hình này nó hơi khọc khành, không thấy được không lấy được bảo vật rồi. Ui toàn thế. Nói chung sự kiện mít mòm anh em, trước khi chơi thì các bạn nên tích cốc bia vàng ấy thì sẽ ngon hơn. Rồi, thôi về game anh em để xem code nào. Ok, các bạn, code của chúng ta mình, code bữa nay nghèo nha anh em nhỉ. Đây là một cái code của sự kiện chứ đâu phải code ngẫu hứng đâu mà anh em nhìn quà. Tôi không chê, tất nhiên trước giờ tôi chưa bao giờ chê quà của nhà phát hành. Tất nhiên có bao nhiêu chúng ta chơi bấy nhiêu, đúng không anh em? Thế nhưng mà thật sự càng ngày về sau này quà càng nghèo anh em. Không còn dương nhân phẩm hay không còn những quyển AL1, AL2 chọn tướng nữa. Không còn những vật phẩm kinh khủng khiếp như ngày nào nữa anh em. Ví dụ như là dương này có, thay vì có thể nhận thì tặng dương có nhận tất cả anh em. Mở dương để nhận tất cả này thì quá là tuyệt vời đúng không? Hơi tham lam nhưng thật sự là như vậy anh em. Thôi lượm quà. Đây là mã code của chúng ta anh em, ở đây mà em quên đã nhập lại quên không check qua cho bạn check ký đi. Mà nó cơ bản thì chắc là anh em cũng nhìn thấy rồi vì các bạn có thể pause lại video. Code của chúng ta đó là BX9SP1RUG6KIF. Đó là code của chúng ta. Rồi, chúng ta sẽ đi mở rương may mắn xem nào anh em, để xem chúng ta có may mắn hay không. Mở.
Vâng, rất là may mắn anh em tôi mở được 5 belly 72 giờ. Còn các bạn mở được cái gì? Comment coi. Quà Giáng sinh đấy anh em. Test nhân phẩm xem nào. Thật đau lòng. Ồ, Prup. À, đúng rồi, Prup và tôi mới lấy thêm một cháu nữa. Đúng rồi anh em, hiện tại thiếu 2 Prup nữa nha. VV Festival. À, mình nhắc mình nhớ hôm bữa bảo là demo xem để up team. Được rồi, hôm nay chúng ta còn rất là nhiều thời gian trên clip này, chúng ta sẽ ngồi lại đi check để up team thứ hai là anh em. Nhanh nhẹn thì có 25 mi rồi không tính nữa anh em. Bền bỉ cu lù thứ hai bữa như gần đủ rồi đúng không nhỉ? F3 cu lù đủ rồi anh em này. Hôm nay đang sẵn có đá cường hóa khá là nhiều thì chúng ta cùng nhau đi nâng cấp thôi nào. Rồi ok, cu lù E5 thứ hai nhà tôi cũng ra đời. Mặc dù chẳng biết hiện tại trên meta thì còn có ổn áp nữa không nhưng mà vẫn cứ debut lên anh em. Rồi, một cu lù E5 tiếp theo ra đời anh em. Bên này thì nó sẽ là anh Uầy dư rồi à. Dư mà mình không để anh em lo thì chắc nó phải lên rồi anh em. Lo thứ hai là chắc nó phải lên rồi. Thức tỉnh nào. Rồi ok các bạn, lo qua lô thứ hai nhà tôi xong luôn này. Ấy da, hai lo rồi, ngon. Mùa này chơi không phải lo no những nhiều các bạn. Sinh khí thì có bút ghi. Bút ghi tôi cũng không có ý định nâng lắm các bạn. À, Shiraoshi, check Shiraoshi xem hiện tại bên mình Shiraoshi. Ui, mới được 10 sao rồi à. Thông minh, Kaido. Kulu. Check qua Lufinica xem hiện tại Lufinica có thể up được lên bao nhiêu nào. Hôm nay ngồi rảnh check team đi anh em, check team xong tí lại đi test tem đội tiếp. Đâu rồi, đâu rồi. Baruch thì vẫn đang trên con đường chăn nổi. Ui ôi, Yamato Uta. Ủa Lu. Uầy, không còn luôn à. Tướng thì hiện tại các tướng cũ thì tôi còn rất nhiều trong kho anh em. Để tôi hủy bớt nhiều lắm rồi nha. Chứ còn không rất nhiều. Bên này thì anh ba Sanji hắc ẩn, đúng rồi. Yêu mẹ E3 rồi à. Ok anh em, E3 cũng được, đang sẵn tài nguyên thì cứ debug lên rồi tính sau anh em. Rồi ok các bạn, anh ba này, anh ba tiếp theo thì mới lên được E3. Rồi, đội hình cũng tạm tạm. May thêm được một Kulu, thêm được một Nawalo, mấy nữa thì em sắp xếp đi vào team là ngon rồi anh em. Một áp. Sẽ nào, chúng ta tiếp tục đi chiến sự kiện này xem chúng ta có gì nào. Chiến trường, đấu trường Kunda ngày mai mở lại được đúng không? Ngày mai thứ hai mở lại đấu trường Kunda được các bạn. Ui 60m rồi á. Team mình debug lên nhanh nhỉ. Lúc nào nó lên 60m rồi. 68m. Thẻ bác này chiến máy vẫn chăn được anh em. Luffy Bỏ Nami ra. Thay vào đó cho thêm Yamato vào. Quên ngoặc. Đây group vào. Cái đồ tôi sợ đánh không được anh em. Chưa đánh được ạ. Bỏ Yamato ra anh em, cho luôn Aochikuzan vào bạn, test thử phát anh em. Xem tướng này ra trận hỗ trợ công thủ đến đâu anh em, ổn áp không? Rồi, Shiraoshi. Rồi, hay quá, Aochi lên đầu luôn anh em. Tính ra sắp team bây giờ đấy, đi theo meta mới này. Mặc dù 9 sao anh em nhưng mà ra trận đánh thì vẫn cứ gọi là easy các bạn nhé. Mỗi tội là khả năng hóa đá cho nó hiện tại vẫn còn hơi thấp các bạn. Hơi thấp so với mặt bằng chung anh em. Nên là vào phát là chỉ ulti được cái là ở trời luôn. Đấy, hẹo luôn anh em, không làm gì được. Rất tiếc điều đấy, rất là chia buồn cho Aokijan. Có mà Zakuza nào biết sắp tới có ra gáp không nhỉ? Khả năng ra gáp huyền thoại cao anh em nha. Ừ, chắc là cũng ra thôi. Cái vấn đề này một sớm một mai rồi mà anh em. Tướng thì giờ hiện tại số lượng tướng thì chắc nên nó sẽ update dần, chắc chắn là sẽ ra mắt thôi, vấn đề sớm muộn thôi. Nhưng mà nghe chừng cũng hấp dẫn đấy các bạn. Thôi đây là câu chuyện của 3 tuần tiếp theo anh em. Giờ chúng ta cứ trước mắt tận hưởng chuỗi sự kiện liên quan đến Aokijan này đã các bạn. Còn lại thì cứ tính sau anh em. Không quên để tốc độ lên anh em, làm sao thế ra đánh trận đấu nó diễn ra hơi chậm anh em. Demo X3 luôn đi. Ui, Brook chắc phải E5 thì mới lên trận đấy anh em. Chứ hiện tại tới Brook nhà mình vẫn còn hơi yếu đuối các bạn, thật sự. Nếu mà không nói là rất là yếu đuối anh em, hiện tại cảm giác Brook yếu đuối quá. Chắc Brook phải đẩy mạnh lên nữa anh em, chứ Brook yếu quá. Ok. Trận này chắc chắn là thua rồi, nhìn này thua rồi anh em.
Nói chung thì meta tem mới hiện tại và anh em nếu có thì các bạn có thể thay thêm cả đô vào nữa thì tuyệt vời luôn. Sáng thì tôi cũng nói qua về cái vụ meta này rồi nên chắc không nhắc lại nữa. Rồi, vui chơi sự kiện quẩy loanh quanh vui chơi thôi anh em. Clip thì chắc là xin phép kết thúc các bạn ở đây. Hẹn gặp anh em ở clip tiếp theo. Chúc bạn một buổi tối Giáng sinh vui vẻ nha. Happy birthday.